Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Dậu được phát sóng vào khung giờ 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Giang gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Mảnh tình sau lưng em. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất buồn bởi vì anh chàng Tiến Dũng kia đã tìm mọi cách để chia tay với Nhi và Nhi cũng biết được sự thật rằng anh ngoại tình và có một người đàn bà mới nhưng mà quý vị có biết không, Dũng tìm mọi cách để làm cho Nhi hiểu lầm đăng. Cậu bạn thân suốt 20 năm qua của mình, anh có một đó, cái ý nghĩa rất là xấu. Đó chính là khi mà anh muốn chia tay với Nhi nhưng lại tìm mọi cách để không thể cho Nhi đến được với Đăng. Và thủ đoạn của Dũng là ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ cho mọi người biết đến giọng đọc của Tâm An nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Mảnh tình sau lưng em, tác giả Lam Giang qua giọng đọc của Tâm An. hôm nay nhất cử nhất động của nhi đều chẳng thể nào qua được mắt của đăng từ cái đôi mắt hoang mang cực độ từ cái nuốt nước bọt đầy nghẹn ngào chúng đều được đăng cảm nhận rõ ràng cũng chẳng phải đợi tới ngày hôm nay bao năm qua từ cái nhíu mày đến tiếng thở dài cả cái cách nói ngắt nhịp của nhi đăng cũng đều đoán định được cảm xúc và suy nghĩ chỉ khác là hôm nay đăng không xoa dịu chúng không dỗ dành không cưng nựng mà thậm chí còn đẩy nó lên đến đỉnh điểm, để cho Nhi phải cảm thấy chẳng nên trông chờ gì ở cậu bạn thân này nữa. Thực ra khi mà Nhi đến cửa hàng, chỉ mới dựng xe, ngồi trong bàn làm việc, Đăng đã nhìn thấy hết rồi. Cô gái ấy dĩ nhiên là không biết, cửa hàng được đăng lắp camera từ cửa vào tới quầy để tiện quản lý và giám sát khách hàng. Máy tính bàn làm việc của Đăng hiển thị hết tất cả những cái điều bộ lúng túng đắn đo của Nhi. Và rồi, đang gọi Huyền vào ngay lúc đó, anh nhanh chóng tạo ra một tình huống ngọt ngào lãng mạn để cho Nhi chứng kiến. Có lẽ phải làm như thế, để Nhi mới tập cho mình cái thói quen không cần đến đăng nữa. Làm vậy với cô, nhưng mà lòng anh cũng đau lắm, nhưng biết làm sao được, xét cho cùng, Đăng mãi chỉ là một người bạn thân mà thôi. Đêm hôm đó Nhi trằn trọc mãi không ngủ được Cô nhét vào tai chiếc phone Bật nhạc thật lớn Để xoa dịu đi những nhức nhối trong lòng mình Chuyện tình cảm với Dũng vẫn cứ vậy Chẳng biết gọi là đang vui hay đang buồn Không có tranh luận Không có cãi vã Và dĩ nhiên Chẳng có tí niềm vui hay hạnh phúc nào Những hình ảnh ban chiều cứ lờn vờn trong đầu của cô Cô thấy mình thật là vô lý Thật là xấu tính và ích kỷ khi trong lòng lại cứ trào lên một sự hậm hực và ghen tuông trước đây đó là hình như những gì mà đang làm cho nhi và mặc dù đang cũng đã từng là một tay sát gái khiến cho bao nhiêu cô nàng mê mẩn nhưng đúng là cô chưa từng thấy đang làm những việc như vậy với ai ngoài mình nhưng bây giờ thì khác đang nhã nhặn dịu dàng quá đỗi với huyền nhi lắc đầu cố xua đuổi những cảm xúc đó ra khỏi tâm trí Mày làm sao thế Nhi? Sự ích kỷ nhỏ nhen này vô lý lắm mày có biết không? Nhi đã nghĩ như vậy nhưng mà thú thật. Có lẽ việc của cô bây giờ là phải cố gắng vun vén cho cái tình yêu ngót ghét 10 năm qua của mình. Sau vô số những chán trường mệt mỏi và tất cả hy vọng Nhi muốn thử cố gắng một lần cứu vãn và làm mới nói xem sao. Chẳng phải người ta vẫn nói trước khi từ bỏ một điều gì đó hay nghĩ về lý do mà bạn bắt đầu hay sao? Mối tình này không phải là ngày một, ngày 2 Nó là cả thanh xuân của cô cơ mà. Ngày hôm sau Nhi bắt taxi đi làm. Tàn sở cô đi thẳng tới bệnh viện, nơi mà Dũng làm việc. Nhi muốn dành cho Dũng một điều bất ngờ. Cô đứng ở hành lang, khoa mà Dũng phụ trách, bấm điện thoại và gọi cho bạn trai mình. Alo, anh đoán xem em đang ở đâu mặc dù đã nghe thấy lời nhi nói nhưng đầu dây bên kia dũng chưa trả lời anh chạy vội ra phía ngoài và nghe điện thoại một cách lén lút có chuyện gì không em đang ở khoa anh này anh ra gặp em một chút đi dũng tắt phụt điện thoại vì nghe thấy giọng nói phía ngoài của nhi cô đứng đó chỉ cách anh vài bước chân trong khi nhi nhìn dũng mỉm cười thì gương mặt của anh ta tím lại hầm hầm và tức tối anh ta bước đến không hồ hời hay nắm lấy tay mà chỉ nói bâng qua sau đó tiến về phía trước cứ như thể anh ta sợ mọi người phát hiện ra hai người đang hẹn hò với nhau em đi theo anh nhi lão đẽo chạy theo dũng cả hai rẽ vào một góc khuất cuối hành lang còn chưa kịp mò lời nhi đã bị dũng hỏi dồn dập nhi em làm cái gì thế hả à? Gần 30 tuổi rồi có phải là trẻ con đâu Mà chơi dăm ba cái trò ú tim bất ngờ thế này Đây là nơi làm việc của anh Đây là bệnh viện, em hiểu chưa Đây không phải là chỗ diễn trò Em đến, tại sao không báo trước Tự nhiên lại xuất hiện đột ngột thế này Em có biết Em có thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh không Nhìn nghe xong và hốt hoảng Cảm giác như mình vừa gây nên tội gì rất lớn Cô vội vàng giải thích Em xin lỗi Nhưng mà em nghĩ có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ à? em chỉ nghĩ rằng hết giờ làm rồi em muốn đến đây rủ anh đi cùng để chúng ta đi ăn đi dạo tại vì lâu lắm rồi chúng ta thế tại sao em không gọi điện thoại trước cho anh em trao đổi với anh rồi sau đó anh qua đón em đi tại sao em làm cái trò này hả anh không có hứng thú đâu đây là nơi anh làm việc anh không thích mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít này làm ảnh hưởng tới mọi người sẽ đánh giá anh là anh bài mê, hẹn hò yêu đương, không chú tâm vào chuyên môn. Nhi, anh nhắc lại, giai đoạn này anh đang cần tập trung toàn tâm toàn lực cho công việc. Nếu như em không giúp được anh, thì em đừng có gây thêm bất lợi cho anh. Còn bây giờ em đi về đi, hôm nay anh không có tâm trạng. Gương mặt của Nhi vô hồn, không muốn tranh luận, không muốn cãi vã. Cô giấu sau lưng chiếc túi đựng món quà định tặng cho Dũng Em xin lỗi Em làm phiền anh rồi Nhi quay lưng bước đi Còn Dũng thì bực dọc Nhưng vẫn cố gắng đợi bóng của cô đi khuất hẳn Anh mới dám bước ra phía hành lang Chỉ sợ như bị ai đó tóm sống cái cảnh này Thì anh lại mất mặt Cuộc đời nhiều khi khó tin là ở chỗ An ra ngõ hẹp Thường hay gặp nhau Chẳng thể ngờ được rằng Cuộc cãi vã của Dũng và Nhi ban nãy Người chứng kiến lại là Đăng nhiều lúc đang không hiểu Liệu có phải là ông trời cố tình chiêu ngươi Mà lại cứ đặt anh Vào cây mớ bỏng bong này Chiều nay đang nhận được thông báo của chị Hào Người giúp việc cho bà Loan Bà ấy kêu bà lên cơn đau bụng dữ dội Nên phải nhập viện cấp cứu Ngay lập tức anh vào bệnh viện chăm mẹ Bà được chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa Kèm theo mắc một số bệnh nền khác Nên dù tình trạng không quá nghiêm trọng Nhưng các bác sĩ chỉ định Phải nằm viện theo dõi vài ngày và đó là lý do Anh có mặt ở bệnh viện này Cuối giờ chiều anh ra ngoài mua cho mẹ đồ ăn Và vô tình chứng kiến câu chuyện của Dũng và Nhi Bao nhiêu năm qua dù biết bạn trai Nhi là bác sĩ Nhưng bởi vì mối quan hệ của Đăng và Dũng chẳng mấy tốt đẹp Nên anh không hề bận tâm Hay hỏi han xem Dũng làm ở đâu Và đây là lần đầu tiên anh biết nơi Dũng làm việc Một cách rất tình cờ Và có cả cuộc tranh cãi kìa nếu không phải vì dũng lớn tiếng quá tháo khiến cho anh chú ý thì anh chắc cũng không nhận ra sự có mặt của cô bạn thân của mình đứng ẩn mình sau bức tường đang không cố tình nghe trộm chỉ là không muốn cả ba người khó xử khi mà họ gặp nhau trong hoàn cảnh này đợi hai người họ rời đi đang mới bước ra đang ngước nhìn theo cái dáng cô liêu của nhi lòng quặn lên nỗi xót xa đến bao giờ nhì mới nhận ra rằng cuộc tình này chỉ là một thứ ảo giác mà cô đang cố gắng đâm đầu sau đó nhận về mình những đớn đau nhì cứ lao về phía trước mà chưa bao giờ thử một lần quay lại phía sau lưng mình tối hôm đó huyền dọn hàng xong liền vào thăm bà lan ở trong bệnh viện vừa nhìn thấy huyền tới bà lan nở một nụ cười tươi rói vẫy tay và thân thiện huyền đây à vào đây vào đây với bác con chào bác chiều nay con nghe anh đang nói bác phải vào viện mà con lo quá nhưng bởi vì công việc cửa hàng nên bây giờ con mới vào được bác thấy trong người thế nào ạ à? bác hiểu mà con không cần phải ai náy đằng nó bận trăm công nghìn việc có con hỗ trợ lo lắng quán xuyến như vậy bác còn phải cảm ơn con ấy chứ bác cũng đỡ rồi bệnh người già ấy mà Bà Lan cố tình hài hước hóa câu chuyện như vậy để cho không khí thêm phần vui vẻ. Sau đó bà chủ động nắm lấy tay của Huyền, nhìn sang đăng và tùm tìm nói. Bác cũng già rồi. Chỉ mong thằng Đăng nó sớm lấy vợ cho bác được nhìn thấy mặt con dâu để yên tâm mà đi. Về bên kia có gặp bà chị còn báo cáo với bà ấy chứ không bà ấy lại trách bác không chu toàn cho thằng con độc nhất này ấy vậy mà nó cứ tưng từng Mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con Lại cứ giáo hoảnh như không Cháu xem Cháu có chiếu cố Thương tình nó Mẹ Bà Lan còn chưa nói hết câu Thì đang vội vàng chặn lời Anh ngồi xuống bên mẹ Thủ thì Mẹ đang làm cho con trai của mẹ Mất giá đấy Mẹ cứ làm như con là hàng tồn kho không bằng Gặp ai Mẹ cũng gả đầy đi Thế thì Con lỗ vốn à Ơ thế anh tưởng anh cao giá lắm sao Không nhanh ấy Ấy dừng ế xỉa ra đó Ở đấy mà cảnh cao Huyền thấy đang bối rối Vội vàng chữa lời Dạ không đâu đâu bác Anh đang nhiều cô theo lắm Bác cứ yên tâm Chắc tại anh ấy còn băn khoăn Chưa biết chọn cô nào Người như anh đang Ôi người mơ chẳng được Làm gì có chuyện ấy ạ à? Người đàn bà đã đi qua quá nửa cuộc đời Cũng từng yêu chết đi sống lại một người như bà Lan đương nhiên không quá khó để nhận ra thái độ và cả cảm xúc của huyền biết là con bé có phần thích đăng nên bà lại càng hồn vào thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật nếu mà cháu không chê thì cháu chiếu cố hẹn hò với nó cứu vớt thẳng con trai ế ẩm của bác nếu có cháu về làm dâu ấy quả thật bác không mong gì hơn bác có thể yên tâm về thế giới bên kia mà gặp chị Huyền nghe xong đỏ mặt e thẹn Đánh ánh mắt nhìn về phía Đăng Để thăm dò thái độ của anh ra sao Nhưng mà Đăng lúc này vẫn thoái thác Thay vì ỡm ờ và chiêu lại Mẹ Mẹ đừng đùa thế Huyền nó hiểu nhầm đấy Thôi mẹ nghỉ ngơi đi Cũng muộn rồi Con đưa Huyền về Ừ Thì hai đứa về nhá Huyền muốn ở lại lâu hơn một tí Nhưng mà cô hiểu ẩn ý của Đăng Nên cũng lặng lẽ cúi đầu Xin phép và ra về Đằng Tiễn Huyền đi bộ trong khuôn viên của bệnh viện Cả hai cùng nhau rào bước Tới chỗ lấy xe đang chủ động bắt chuyện Huyền này Việc mẹ anh trêu ban nãy Em đừng để tâm nhé Thì thoảng mẹ cứ dục anh chuyện vợ con Nên bà cứ vồn vã vậy thôi Anh chỉ lo em không được thoải mái Huyền hơi khựng lại Đang nói những lời này Thực sự khiến cho cô buồn Bởi vì đúng là trong lòng của Huyền Cô mong muốn đang tiến xa với mình hơn nữa những ngày tháng được làm việc cùng anh được gần gũi bên anh chỉ có hai người trong lòng của huyền nảy sinh những tình cảm nhiều hơn là tình anh em tình đồng nghiệp hơn nữa mỗi ngày cả hai dường như đang xích lại gần nhau hơn những cử chỉ tình cảm và cả sự ngọt ngào mà đang làm với huyền đã khiến cho cô nuôi một hy vọng khác về mối quan hệ này nhưng bây giờ nghe đang nói như vậy huyền thấy có vẻ như mình đã ảo tưởng quá nhiều dạ không sao đâu anh anh không cần phải ngại em không suy nghĩ gì hết thôi anh vào với bác đi em lấy xe rồi em về à ừ vậy em về cẩn thận nhé mấy ngày tới anh hơi bận chuyện chăm sóc mẹ nên có cái gì nhờ em lo lắng cửa hàng giúp anh nhé anh cứ yên tâm em nhất định sẽ cố gắng hết sức à vậy anh cảm ơn trước công lao này anh nhất định báo đáp sau em muốn gì cứ nói với anh anh không phải là người xếp khó tính Không biết điều đâu Dạ Vậy em ghi sổ nợ cho anh lần này Nhớ là khi em đòi Anh phải trả thù lao xứng đáng cho em đấy Đang quay lưng đi và Huyền cũng vậy Nhưng chừng vài giây sau Cô ngoái đầu nhìn lại Trong lòng thầm nghĩ Anh giữ khoảng cách với các cô gái như vậy Phải chăng trong lòng anh Có một ai đó Mà nếu đúng như vậy Không lẽ người đó là chị Nhi sao? tôi đó ở lại trong bệnh viện trông mẹ, hơn 11 giờ đêm khi mẹ ngủ say, đang bước ra ngoài tìm một chỗ thật vắng để hút thuốc. Những bí bách trong lòng không sao ngôi ngoài được, khiến cho anh phải tìm đến thuốc để giải tỏa. Anh lựa một chỗ thật vắng người để ngồi xuống, vừa là để tịnh tâm một chút. Ấy vậy mà một lần nữa, cuộc đời lại chiêu ngươi đang nghe thấy tiếng đôi trai gái rúc rích sau lưng mình Cả hai đứng sau hàng cây cảnh lớn của khuôn viên bệnh viện Tiếng cô gái nũng nịu, hờn trách Thôi, thôi nào, bỏ người ta ra Chỉ được cái thấy là giỏi Cứ gặp người ta là ngấu nghiến Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy Kèm theo mấy câu đó là tiếng cấu trí Đẩy đưa nhau của gã đàn ông kia Dù ánh đèn cao áp không quá sáng Nhưng đang có thể thấy người đàn ông ấy Đang vụt mặt vào bầu ngực của cô gái cô ta đẩy mạnh người đó ra anh đấy em còn chưa hỏi có phải chiều nay cô ta tới đây để tìm anh có đúng không bị hỏi vặn người kia dừng lại không ngần ngại mà thừa nhận ngay đúng là cô ấy đến tìm anh chính anh cũng không biết vì sao tự nhiên hôm nay nhi lại đến bình thường cô ấy có đến đây bao giờ đâu xem ra chị ấy còn nặng tình lắm Bây giờ anh tính sao Bao giờ anh định chấm dứt tất cả đây Sự chờ đợi của em có giới hạn thôi Hơn nữa thời điểm chọn người Thay thế chức trưởng khoa sắp tới rồi Nếu em và anh Không thể nào chính thức yêu nhau Để em giới thiệu anh với bố em Thì nói thật nhá Em khó nói giúp anh với bố lắm Anh xem mà liệu liệu đi Anh xin lỗi mà đừng có giận anh Anh nhất định sẽ giải quyết sớm chuyện này Không để em phải buồn lòng nào ra đây anh ôm một tí Anh nhớ cái cơ thể này quá Sau đó là những tiếng chuột chuột phát ra Những âm thanh mà chỉ nghe thôi Đăng cũng cảm thấy ghê tởm Câu chuyện đó không thể nào nhầm lẫn được Người đàn ông đó chẳng thể ai Ngoài Dũng Đầu óc của Đăng quay quay mòng mòng Thật là khốn nạn Dũng, anh khốn nạn tới mức này sao Cả đêm hôm đó Đăng không thể nào chợp mắt nếu không phải vì đã quá khuya, có lẽ anh đã gọi cho Nhi rồi, nhưng ngẫm lại, đang không biết nếu như gọi mình sẽ nói gì. Dĩ nhiên đang sẽ không thể nói chuyện của Dũng và cô gái kia, chỉ có điều anh muốn bên cô lúc này, không muốn bỏ mặc cô gái ấy một mình. Sầu trội lại những sự kiện đã diễn ra, đầu tiên là những chuyện mà Nhi tâm sự, chán nản về tình cảm của hai người, có vẻ ngày càng nhạt nhẽo sau đó là vụ cãi vã hôm nọ ở hành lang và những gì mà đang vô tình chứng kiến được ngày hôm qua anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện có vẻ như dũng đang tìm một cơ hội mới hấp dẫn hơn không chỉ là một cô gái thu hút hơn mà còn mang lại cho dũng những thăng tiến trong sự nghiệp cứ nghĩ tới việc nhi sau đó bị vứt bỏ như một món đồ cũ không còn giá trị đăng lại cảm thấy sôi máu trong người trong đăng đầy những mâu thuẫn anh chẳng biết mình muốn mọi chuyện diễn ra theo cách nào Bởi vì anh biết Nhi đang còn cần cuộc tình này Mà ngay cả nếu như cô có chán rồi đi chăng nữa Thì cũng không phải là sự chấm dứt theo cách này Không phải bị cắm rừng Bị đá một cách vũ phàng Người đáng bị bỏ phải là Dũng Chứ không phải là Nhi Nếu biết được mọi chuyện phía sau Không biết Nhi phải đối diện với nó ra sao đây Bao nhiêu năm qua Đang cần mẫn ở bên cạnh Nhi lặng lẽ lo lắng cho cô, an ủi cô mỗi khi cô buồn, chỉ bởi vì mong cô được hạnh phúc, chứ không phải để cô đánh đổi cả thanh xuân của mình, rồi sau đó nhận về đắng cay như vậy. Nhi đâu còn trẻ con, cũng gần 30 rồi, chấm dứt mọi thứ theo cách vũ vàng này, e rằng cô sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi tâm lý. Càng nghĩ, Đăng lại càng cảm thấy hận trong lòng. Sau 3 ngày cuối cùng thì mẹ Lan cũng được xuất viện. Đang làm các thủ tục cho mẹ xong, thuê ô tô để bà cùng với chị Hào ra về. Đang nắm lấy tay của mẹ dặn dò. Mẹ với chị Hào về nhà nghỉ ngơi tốt nhé. Con quay trở lại cửa hàng, thu xếp một số công việc rồi sau đó con sẽ về với mẹ. Mấy hôm rồi con bỏ bê công việc, sợ có một số mối hàng nếu không xử lý thì phải đền tiền mẹ ạ. Mẹ thông cảm cho con nhé mẹ biết rồi mẹ không sao đâu con có lo công việc cho ổn đi cuối tuần ấy có thời gian thì về với mẹ à này hay cuối tuần này con đưa huyền về chơi với mẹ nhé tiện mẹ hẹn cả bác mai qua nhà mình chơi luôn dạ vâng để con hỏi xem cô ấy có bận gì không ạ à? cái thằng này chán mày quá con gái người ta thích mình đến như vậy rồi mà con cứ hờ hững như không hôm qua mẹ mới ướm ý nó một tí mà mẹ nhìn thấy ngay là nó mê con vậy mà con cứ dửng dưng bây giờ nhá con chỉ cần ngò lời một cái là nó đồng ý ngay đăng đỏ bừng mặt gãi đầu gãi tài cố gắng chống chế con trai của mẹ đúng là số đào hoa rồi con nào đã làm gì người ta mà người ta lại mê mệt con mẹ à thôi mẹ về đi con cũng đi đến công ty đây tiễn mẹ về xong đang quay trở lại tầng hầm của bệnh viện để lấy xe. Trong lúc đang đội mũ bảo hiểm, anh nghe thấy tiếng gắt vang lên khá to ở một góc, tiếng người đó khá quen thuộc. Hôm nay anh bận rồi, để mai cùng em đón sinh nhật sau. Thế nhá. Đang nhanh chóng nhận ra người vừa nói mấy lời đó chính là Dũng. Anh ta đang trong chiếc xe ô tô riêng và ngồi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Cả hai người đang cười nói với nhau. Ngay sau khi Dũng tắt máy, họ lao vào nhau, hôn nhau như thế, không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa. Dũng phóng xe đi, khi mà tiếng cười rúc rích đang còn vang vẳng lại phía sau. Anh quyết định phóng xe máy theo. Địa chỉ cuối cùng mà chiếc ô tô của Dũng dừng lại là một khách sạn nằm ngay trong lòng thành phố. Họ thậm chí khá thản nhiên công khai và chẳng cần ý nhị tìm một nơi xa xôi nào khác. Cũng đúng thôi. Nhi chắc có nằm mơ Cũng không bao giờ nghĩ rằng bạn trai của mình Đang đưa một cô gái khác hí hú Vào đúng ngày sinh nhật của mình Bởi thế Mà anh ta chẳng có gì phải sợ Không phải là một kẻ nhiều chuyện Nhưng chỉ sợ những điều mình nói Không có giá trị Nên Đăng đã chụp lại ảnh của Dũng Và cô ả kia Tay trong tay bước vào khách sạn Biển số xe của Dũng Cũng được hiện rõ ràng trong tấm ảnh đó Anh chưa biết sẽ làm gì với bằng chứng này Nhưng chí ít anh phải lưu lại nó để khi cần có cái mà đối chất trong đầu của anh lúc này chỉ có thể nghĩ về một người đó chính là nhi những năm qua vào sinh nhật của cô anh thường cố gắng sắp xếp địch làm việc của mình thật bận rộn bởi vì anh biết hôm đó nhi sẽ đi cùng với dũng cái thân phận bạn thân của đăng chỉ cho phép anh được ở bên cạnh nhi trước hoặc sau ngày sinh nhật của cô mà thôi nhưng hôm nay có lẽ lúc này Nhi đang cảm thấy rất cô đơn. Bình thường có thể, Nhi sẽ lao tới mà tìm Đăng. Nhưng giữa họ những ngày qua có một khoảng cách vô hình, nên ngay cả việc đó, chắc chắn Nhi không dám nghĩ tới. Đăng phóng xe về nhà, anh đi tắm thay đồ. Mấy ngày trong bệnh viện mệt mỏi, tắm chút nước ấm, khiến cho anh dễ chịu hơn phần nào. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, lưỡng lự một chút, Đăng quyết định mặc chiếc áo sơ mi chìm chu, lấy đồ được chuẩn bị, sau đó cho vào cốp xe và rời đi. Ngồi trên chiếc ghế đá nơi bờ sông lộng gió, vắng người qua lại. Nhi nhấp ly nước sau đó ngửa mặt lên trời. Đừng để cho bản thân mình phải khóc. Hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ. Tuổi 29 đến với cô, với quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng. Dũng bận, anh thậm chí còn không có nổi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật dành cho cô. Mối quan hệ này, rốt cuộc có phải là tình yêu hay không? Nhi muốn tìm Đăng, nhưng lại sợ sự xuất hiện của cô thật là vô duyên và vô lý. Cô sợ phải nhìn thấy hình ảnh. Anh đang chăm chút cho một cô gái khác. Cái cảm giác đó khó chịu. Thế nên cô ngồi đây, đón tuổi mới một mình, trong một nỗi buồn chán nản, ê chề. Tiếng chuồng điện thoại vang lên. Cô gạt nước mắt, khi nhìn thấy người gọi là Đăng. Alo, đang ở đâu đấy? Đang đi chơi. Chơi ở đâu? Mấy chỗ linh tinh. Đi với ai đấy? Tới câu hỏi này thì Nhi nghẹn cổ họng, chẳng thể nói gì được nữa. Không lẽ lại trả lời là tôi đi một mình, như thế khác nào khai luôn rằng tôi là một người thật đáng thương. Nhi cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác cậu gọi cho tôi có chuyện gì không điện thoại tắt phụt đi nhi còn chưa kịp nghe câu trả lời sự phũ phàng này của đăng giống như một giọt nước làm tràn ly khiến cho ngày sinh nhật hôm nay của cô trở nên vô cùng tồi tệ không có cách nào cứu vãn nước mắt cứ như vậy mà lăn dài sự tức tối trong lồng ngực trào lên chiếc áo khoác được choàng lên vai của cô ngay sau đó là một giọng nói đầy ấm áp Sắp sửa 30 tuổi rồi Mà không biết bao giờ Mới tự lo cho bản thân mình Trời thì lạnh Ra đây ngồi cho ốm à Hay là bây giờ Hay nhảy xuống kia mà tắm luôn đi Từ phía sau đang ngồi xuống Nhìn ngước mắt nhìn lên Còn tưởng nhìn lầm người Đang cốc nhẹ vào chán của cô Nhìn cái gì mà nhìn Người chứ có phải ma đâu mà nhìn Nhi vội vàng quay đi Lau những giọt nước mắt Nhi không muốn đăng thấy mình yếu đuối và tiểu tụy như thế này, nhất là lại trong ngày sinh nhật. Sau một hồi cả hai im lặng, Nhi bất ngờ quay sang, đánh mạnh vào người của Đăng. Cái đồ đáng ghét này, tìm tôi làm gì? Không phải là Đăng muốn đẩy tôi ra xa, không muốn tôi làm phiền cuộc sống của cậu à? Bị Nhi đánh lên vai, Đăng vẫn ngồi im và chịu trận. Sau đó anh dịu dàng, giữ lấy bàn tay của Nhi nhìn thẳng vào mắt của cô đánh như vậy rồi đã hết giận chưa sự dịu dàng này của đăng khiến cho nhi không kiềm chế thêm được nữa cô bất ngờ òa khóc tôi cứ tưởng là cậu không bao giờ muốn gặp tôi nhi gục đầu vào vai của đăng anh ngập ngừng mãi mới dám vươn rộng cánh tay của mình ra mà ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy vào lòng đăng hơi cúi người xuống tựa như sắp đặt lên mái tóc của nhi một nụ hôn nhưng dĩ nhiên là nhi không thể nào nhận ra điều ngọt ngào đó xin lỗi xin lỗi vì làm cho nhi buồn chỉ là tôi sợ sự xuất hiện của tôi lại làm cuộc sống của nhi thêm mệt mỏi nhi lắc đầu cô nhìn đăng và nói cậu thừa biết là đối với tôi cậu rất quan trọng tôi không biết phải nói như thế nào nhưng thực sự tôi rất sợ nếu như một ngày không có cậu bên cạnh mình Có phải tôi ích kỷ quá không Tôi cũng muốn bắt cậu phải ở bên tôi Rõ rảnh tôi Những ngày qua đối với tôi giống như địa ngục vậy Tôi thật sự chưa chuẩn bị được tâm lý Cho việc cậu Bận rộn với những điều khác Cậu sẽ rời xa tôi Thôi được rồi Nào đừng buồn Đừng suy nghĩ nữa Thực ra đang muốn nói với Nhi nhiều hơn Nói với cô gái ấy cả ngàn vạn lời Rằng là chỉ muốn Được ở bên cạnh em Chẳng phải 20 năm qua Mà cả cuộc đời này Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em Nhưng mà tôi lấy tư cách gì Mà ở bên cạnh em đây Sự an ủi của Đăng Khiến cho Nhi vơi bớt cảm giác buồn giàu trong lòng Đăng không truy hỏi Nhi Là vì sao hôm nay cô lại ngồi đây Và khóc một mình Thay vì đón sinh nhật cùng bạn trai Bởi lẽ đang rõ điều đó hơn ai hết Hơn cả Nhi Một hồi sau Nhi nhìn Đăng và gặng hỏi Này Sinh nhật của tôi Mà không có quả à? Không phải tôi đến đây Là món quà lớn nhất đối với Nhi à ừ, Lúc nào cũng ảo tưởng Mà chẳng bao giờ Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi Nằm nào cũng đi chơi đi ăn Hoặc tôi đòi cái gì mới mua Không bao giờ thấy chuẩn bị Người đàn ông gì mà trả tâm lý gì nghe nhi trách cứ như vậy, đăng cứ đắn đo mãi, sau đó mở lời, thì uh, thực ra cũng có, đâu, đưa đây xem nào, này, nếu không thích ý, thì không cần phải dùng nhá. Nhi hồi hộp mở hộp quà ra, sau đó reo lên thích thú, đẹp quá, cảm ơn đăng, thật sự đẹp, nào, đăng đeo giúp tôi đi. Đó là sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá. Thực ra Đăng đã mua nó từ rất lâu rồi, nhưng anh không dám tặng. Đăng biết những thứ như thế này chỉ nên là bạn trai tặng cho bạn gái. Bởi vậy nên anh cất nó, không dám tặng cho cô. Anh luôn biết vị trí của mình, không muốn tự ý vượt qua ranh giới của hai chữ bạn bè. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại muốn đưa nó cho Nhi. Này, đeo giúp tôi đi thầy đăng cứ đang bần thần suy nghĩ nhi quay lại nhắc nhở đưa cho anh sợi dây chuyền anh run rẩy vén mái tóc của cô sang một bên hơi ghé sát lại người cô đeo sợi dây và nhẹ nhàng cầm nó cái khoảnh khắc này dịu dàng tình tứ quá đỗi nó cho đăng cái cảm giác cứ như thể mình là người yêu của nhi vậy nhi quay lại nhìn đăng mỉm cười đẹp không tôi thích lắm Cảm ơn cậu nhé Nào bây giờ bọn mình đi ăn cái gì đi Tôi đói quá rồi Thực ra tôi chưa ăn gì đâu Nghe Nhi rủ như vậy đang lại càng cảm thấy bực bội trong người Vì ai mà Nhi trở nên khổ sở như thế chứ Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm cho cô Cài lại chiếc áo khoác Mọi thứ vẫn chủ đáo như ngày nào Và nó khiến trái tim của Nhi reo vui Ngồi sau xe nhi đưa tay ôm lấy vòng eo của đăng anh cúi xuống nhìn cái cảm giác hạnh phúc lại le lói trong lòng hôm đó đăng đưa nhi về cô gái ấy cuối cùng cũng có một ngày sinh nhật không đến nỗi tồi tệ trước khi đăng rời đi nhi ngập ngừng níu lấy tay của anh cảm ơn đăng vì đã giúp tôi có một ngày sinh nhật đáng nhớ anh ném tiếng thở dài anh biết những ngày sắp tới với nhi còn nhiều cái khiến cho cô phải mệt mỏi và đau khổ nhưng biết làm thế nào được khi đó là những sự thật mà bắt buộc cô phải tự mình đối diện hy vọng rằng những gì mà đang làm được cho nhi ngày hôm nay sẽ phần nào giúp cô vơi bớt những cảm giác chán trường và tủi thân đang vuốt mái tóc cho nhi tựa như một người anh trai đối với cô em gái bé nhỏ không có gì đâu sắp tới tôi cũng rất bận có lẽ không ở bên nhi nhiều nên nếu có việc gì sáng mà tự giải quyết nhé nhớ là đừng có bi quan chuyện gì cũng đều có cách giải quyết hết nhớ phải tự thương lấy bản thân mình phải vì mình trước khi mà nghĩ cho người khác nghe chưa mấy lời đang nói quả tình khiến cho nhi khó hiểu nhưng cô không đoán định được chỉ cảm thấy rất buồn với cái thông tin tôi bận và không có nhiều thời gian bên nhi đang bận cái gì Càng lúc tôi càng cảm thấy Hai đứa mình xa cách rồi đấy Không còn được như ngày xưa Ai rồi cũng sẽ khác Mà đùa đấy Công việc kinh doanh của tôi sắp sửa Mở thêm một vài chi nhánh Nên mọi việc ngổn ngang Mẹ Lan ấy cũng vừa mới ốm dậy Tôi muốn dành nhiều thời gian Về thăm mẹ Cô Lan ốm á Sao đang không nói gì với tôi Ờ mới vừa ra viện hôm nay Tại cũng qua quýt nên không báo nhưng mà mỗi lần mẹ ốm đau thế này cái cảm giác nhìn người thân của mình già đi ốm yếu đi tôi thấy sợ bà thôi vào nhà ngủ đi nhớ là ngủ thật ngon đấy thời gian tới tôi bận không có nhiều thời gian cho nhi nhưng đừng vì thế mà buồn tôi nhá tôi về đây nhi chào tạm biệt rồi bước lên phòng từ căn gác hai nhìn xuống đường qua ô cửa sổ cô đang còn thấy đăng đứng ở đó nhìn lên cô có vẻ như thấy ánh đèn bật sáng đang xa về chi tiết nhỏ này lại càng khiến cho cô không ngừng nghĩ về người đàn ông dưới cái xanh tình bạn đó trong đầu của cô chăn trở một suy nghĩ tại sao đăng lại đối xử tốt với cô như vậy những gì mà đăng làm vì cô thậm chí còn tốt hơn nhiều so với một người mà cô gọi là bạn trai mình Nhi tự trách bản thân mình Cô tận ngần chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Thấy xúc động Cô nhớ lại cả những điều tình cảm mà đang làm Từ cách kéo cho cô chiếc áo khoác Đến cả cài quay mũ Trái tim của cô loạn nhịp Có một suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu của cô Liệu có phải Đối với cô đang không còn là bạn thân Cô có một thứ tình cảm khác với Đăng Một thứ tình cảm mà chính cô cũng không nhận ra Cho tới khi cô có cảm giác mình sắp mất đi nó. Cô lắc đầu và tự chấn an mình. Mày đừng có niên nữa. Là bạn mà. Mình không được có thứ cảm xúc đó. Đêm này Đăng cũng không ngủ được. Vậy là cuối cùng anh cũng được bên Nhi đón tuổi mới. Tất nhiên trong một bối cảnh cũng đầy gượng ép. Anh cũng hồi hộp khi nghĩ về những giây phút ngọt ngào tối nay. Nhất là cái khoảnh khắc chạm vào da thịt của Nhi đeo cho cô sợi dây chuyền trong ngày ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ một chút đớn hèn khi xuất hiện cái sự định sẽ nhân cơ hội này để đến bên cô để có được cô nhưng tình yêu đầy cao thượng lại khiến đăng muốn đây chính thức là lúc anh nên rời xa cô để cô tự mình một mình đối diện với tất cả vì anh không muốn chỉ do buồn đau mà yêu bừa anh đăng tính toán anh giải quyết một số việc với dũng xong Phần sau của câu chuyện Anh để cho Nhi tự mình vượt qua Đang chầm một điếu thuốc Phả vào không gian làn khói Rồi miên man suy nghĩ Tôi chẳng muốn em Phải một mình đối diện với những nỗi đau đó Nhưng nếu bây giờ tôi thú nhận Rằng tôi yêu em Thì liệu em có một chút rung động nào Dành cho tôi không Kể từ hôm chính thức chơi bài ngửa với nhau Dũng và Hà Anh quấn lấy nhau không rời ở cơ quan cũng như khi hẹn hò bên ngoài Cứ mỗi lúc có cơ hội bên nhau Là cả hai như những kẻ cuồng tình Lao vào nhau bất chấp Vừa mới hết giờ làm Dũng bị Hà Anh kéo vội vào góc phòng Hôn lấy hôn để Tối nay đi chơi nhá Để anh xem đã Anh còn một chút công việc Em biết thừa Là đi với cô ta chứ gì Ừ thì Anh cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ta một lần chứ không thể cứ lưng chừng mãi thế này được Thôi được rồi Anh không cần phải giải thích Sợ Hà anh giận Dũng kéo lại và hôn trùn chụt lên môi của cô Nào bé cưng của anh Hôm nay anh nhất định Sẽ chấm dứt với cô ta Để đường đường chính chính đến với em Đợi anh nhé Thôi được rồi Anh đi đi Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc Dũng nhận được điện thoại Là một số lạ gọi đến alo anh dũng tôi đang đây tôi có thể gặp anh một chút được không tôi và cậu á có chuyện gì để nói với nhau đương nhiên là không có chuyện gì vui nhưng tôi có chuyện cần nói với anh tôi nghĩ rằng anh nên đồng ý trong đầu của dũng bất chợt này ra vài toan tính dũng nhanh chóng nhận lời được thôi tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi chẳng mấy khi được bạn thân cùng người yêu hẹn gặp thế này tôi dĩ nhiên phải đi cho tôi địa chỉ nơi mà đang hẹn dũng không phải là những quán cà phê sang trọng trong thành phố mà là một quán vỉa hè nơi những chiếc bàn được kê ra ngoài trời bởi vì đang nghĩ nó thuận tiện cho cuộc nói chuyện này hơn khi dũng đến anh ta nhìn đăng có việc gì cậu nói luôn đi tôi không có nhiều thời gian anh yên tâm tôi dù có nhiều thời gian cũng không muốn dành nó cho hạng người như anh tôi muốn hỏi anh bây giờ anh tính sao với nhi đây Cậu hỏi như thế Là có ý gì Anh là người rõ hơn ai khác Có cần tôi nói thẳng tuệt ra không Chẳng phải anh đang trăm phương nghìn kế Để tìm cách chia tay với Nhi sao Bị nói chúng tìm đen Dũng cố gắng diễn tròn vai của mình Xem ra cậu mong điều đó lắm rồi Nên sinh ra ảo tưởng nhỉ Tôi đoán là cậu mê Nhi lắm có đúng không Bao năm qua cậu lẽo đẽo theo cô ấy Với cái danh phận là bạn thân Chứ tôi thừa biết cậu chỉ cầu mong chúng tôi chia tay để có cơ hội mà chen vào chắc là cậu ghen tị với tôi lắm chứ gì hết kiên nhẫn với bộ mặt giả tạo của dũng đang ném lên bàn chiếc điện thoại nơi có tấm hình chụp dũng và hà anh tay trong tay bước vào trong nhà nghỉ anh đừng có văn vở chẳng phải đây mới là mối tình mới của anh à tôi chỉ muốn hỏi xem bây giờ anh tính thế nào với nhi không còn đường chối cãi Dũng lập tức chơi bài ngừa luôn Cậu theo dõi tôi Đổ khốn nạn Cậu si mê nhi tới mức Cậu cho người theo dõi tôi Nắm được điểm yếu của tôi Để rồi phá hoại mối quan hệ của tôi và nhi chứ gì Nói mấy lời vô liêm sỉ đó Anh không cảm thấy xấu hổ à Tôi không rảnh để theo dõi anh Mọi chuyện chỉ là tình cờ Muốn người khác không biết Trừ khi là mình không làm Anh đừng có vòng vo vò. Anh nói đi Giờ anh tính thế nào với Nhi Dũng đẩy câu chuyện vào phần kịch tính hơn. Thế mày là cái thá gì mà mày dám xen vào chuyện của tao? Dù tao có bỏ nhi hay là tao đá cô ta, thì đó là chuyện riêng của bọn tao. Mày chỉ là thằng bạn thân, mày lấy tư cách gì mà xen vào? Đằng lúc này sốc cổ áo của Dũng lên và gần giọng. Tôi cần gì anh phải cho tôi quyền Với cái hạng người như anh Tôi tự cho phép mình cái quyền bảo vệ Nhi Anh có hiểu không Dũng cũng không vừa Nhìn xoáy vào đôi mắt của Đăng Ghé sát lại gần và nói nhỏ Đầy khiêu khích Xem ra mày thực sự là thèm khát nhi lắm rồi Thèm vậy thì bảo tao một câu Tao bố thí cho Cái món đó tao cũng ngán lắm rồi Tao không còn hứng thú Không ngại ăn đồ thừa đồ bỏ đi của người khác Thì mày cứ hốt về Mà coi như báu vật Nói thật nhá Tao chán nhi rồi Tao chán cái cơ thể ấy Chán cả cái gia đình nhà Nhi Chán cả cái tiền đồ chẳng giúp được gì cho tao rồi Tới nước này Đang không thể nào kiềm chế được nữa Đang sốc cổ áo của Dũng dậy Lôi sành sạch anh ta ra khỏi ghế Rồi đấm thằng một cú trời giáng vào mặt Đang đánh liên tiếp Khi mà cơn giận dữ trong người bốc lên ngùn ngụt Không hiểu là vì Dũng đánh không lại Hay bởi vì anh ta hiền lành Mà tuyệt nhiên không kháng cự Cứ như vậy để mặc cho đang đánh tới mức máu mồm ộc ra nhưng mà dũng vẫn không một động thái phản ứng lại đám đông xung quanh lao vào can ngăn vừa lúc ấy tiếng của nhi hốt hoảng chạy tới thấy dũng nằm vật dưới đất Màu me đầy mặt còn đăng thì có bao nhiêu người đang giữ anh lại như lúc này lao tới đỡ lấy dũng anh anh có làm sao không dũng lúc này cố gắng ngồi dậy nhìn nhi sau đó cười đều em hài lòng chưa cậu bạn thân của em cậu bạn mà em trân quý không cho phép ai được nói xấu nửa lời đang hành xử như một thằng vô học đấy em vui chứ em tự hào chứ thấy nhi đến đang dừng tay lại dũng nhân cơ hội này vẫy một chiếc taxi gắng gượng lên xe anh ơi để em đưa anh về thôi khỏi ở lại mà lo cho bạn thân của em đi Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ đáng xấu hổ này Anh là bác sĩ Anh là người có học Anh không muốn mất mặt về chuyện Quen những thành phần giống như em Em không thể nào từ bỏ bạn trai của em Thì em từ bỏ anh đi Chúng ta chia tay Anh hết chịu nổi rồi Nói xong Dũng lên xe đi thẳng Nhi bực bội quay lại nhìn Đăng Cô tiến tới trước mặt cậu bạn thân Cậu làm sao thế hả à? Tại sao cậu lại hành xử như vậy Tôi không có gì để nói Nhi muốn nghĩ sao Thì tùy Nhi Đang nói như vậy mà nghe được à Dù cho hai người không ưa nhau Thì đang không được phép đánh anh Dũng như thế Nói đi Nhất định phải có lý do Đang nói đi Nhi lúc này gào lên Sau đó bật khóc Đang nhìn vào mắt của cô Đã định nói rồi nhưng rồi lại thôi Cổ họng nghẹn đắng em muốn tôi nói gì đây nói chuyện anh ta ngủ với người đàn bà khác cắm sừng em hay nói chuyện anh ta chán em xúc phạm em nói chuyện anh ta chê bai gia cảnh của em hay là nói chuyện tôi yêu em đến phát điên mà không có tư cách nào để bảo vệ em em có tâm trạng để tiếp nhận những sự thật đó sao nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của đăng đăng không thể nào mà thốt ra thành lời đăng lúc này giáo hoành là tôi thích Thì tôi đánh Là tôi nhỏ mọn Tôi ghét anh ta Tôi không ưa anh ta Nên tôi đánh cho bỏ ghét Tôi hành xử như một gã côn đồ Vô học như thế đấy Nếu như cảm thấy xấu hổ vì quen một người bạn như tôi Thì nghỉ chơi Nhi cũng nên chạy theo anh ta Mà nếu giữ anh ta lại Đang rời đi Vì bản thân không thể nào chịu đựng thêm cái sự đả kích này Anh bỏ mặc Nhi ở đó Nhi điện thoại cho Dũng Phải tới năm bảy cuộc Dũng mới nghe máy Anh đang ở đâu vậy Bệnh viện tư Anh cho em địa chỉ đi Em tới chỗ anh Nhận được dòng tin nhắn thông báo địa chỉ của Dũng Nhi hớt hải bắt xe chạy tới Dũng đang rửa vết thương Ở một bệnh viện tư nhân Nhi xông vào ngồi xuống bên cạnh Anh có làm sao không Anh có đau lắm không Dũng không trả lời Mặc xác những lời mà Nhi vừa nói Khi bác sĩ đi rồi Dũng mới quay sang tiếp chuyện với Nhi. Em hình như là không muốn hiểu những gì mà anh nói có đúng không? Vậy để anh nhắc lại một lần cuối nhé. Chúng ta chia tay. Anh không muốn tiếp tục cuộc tình này. Em cứ ở đó mà bên cậu bạn thân đáng giá của em. Anh không muốn vài hôm lại có một trận ẩu đả, làm trò cười cho thiên hạ như thế này. Anh, em biết chuyện đánh anh là đang không đúng, đang không phải là người cục súc và vô cơ đánh người chắc chắn là có hiểu lầm nhưng em thay mặt đăng em xin lỗi anh dũng nghe xong nhưng cười khinh bỉ gớm nhỉ còn thay mặt nhau xin lỗi cơ đấy là gì của nhau mà phải thay mặt anh bị cậu ta đánh tới mức này mà em còn lên tiếng bênh vực cậu ta vẫn một mực cho rằng cậu ta là không phải là loại vô học cục xúc chứ gì em nói như vậy có phải là nói anh bị đánh là đáng lắm có đúng không anh dũng em không có ý đó mà thôi anh cũng không bận tâm xem ý của em là gì anh nói rồi anh muốn chia tay dù em có muốn hay không em nên chấp nhận đi anh không muốn tiếp tục em làm ơn em đừng phiền anh nữa đừng đi tìm anh bây giờ anh đi về đây thôi được rồi anh đang nóng giận anh đang bị kích động em cũng không muốn tranh luận với anh anh về nghỉ ngơi ổn định lại mọi thứ rồi sau đó mình nói chuyện nhé anh không muốn tiếp tục em không hiểu lời anh nói à lúc này dũng đã quá tháo lên nhi rời đi và không tranh luận dù sao hai người cũng đang ở bệnh viện chuyện cãi nhau như thế này chẳng hay ho chút nào hơn nữa bây giờ dũng không có tâm trạng để tiếp nhận chi bằng đi thôi ba ngày sau đó Nhi không hề liên lạc với Đăng và cả với Dũng. Cô muốn bình tâm để suy xét lại mọi chuyện. Với Dũng là vì cô không muốn làm phiền. Còn đối với Đăng, Nhi có chút giận. Nhưng chơi với anh bao nhiêu năm, Nhi hiểu Đăng hơn bao giờ hết. Đăng có thể không phải là một chàng thư sinh, nhỏ nhã, nhưng tuyệt nhiên không vô cơ đánh người. Chuyện Đăng không hợp Dũng đâu phải là ngày một, ngày hai. Bao nhiêu năm qua họ vốn dĩ đều không ưa nhau như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó Đăng mới nổi cáo và hành động như vậy. Cuối giờ chiều sau khi tan làm, Nhi quyết định tới tìm Dũng sau rất nhiều cuộc điện thoại mà anh không nghe máy. Tới bệnh viện thì Nhi sợ Dũng không thích nên cô đành tới tận nhà để tìm anh. Nhi đến chỉ thấy có bố mẹ Dũng ở nhà. Sau một vài câu chuyện trò thăm hỏi, Nhi chuyển hướng câu chuyện. Hai bác ơi, anh Dũng hôm nay phải trực mà bây giờ chưa về à? Ơ, ừ, thế thằng Dũng không nói gì với cháu à? Nó xin nghỉ phép được hai hôm nay, bảo đi du lịch bốn năm hôm gì đấy. Hai bác cũng không tiện hỏi, nghĩ nó làm việc căng thẳng, nên lâu lắm mới dám nghỉ phép, nên cũng kệ nó. à, dạ vâng, có thể anh ấy hơi mệt mỏi với công việc, nên đi đâu đó cho khuây khỏa. vậy thôi, cháu xin phép hai bác, cháu về à. khi cánh cổng nhà Dũng khép lại, Nhi vẫn còn cảm thấy run. Mỗi lần đến nhà Dũng chơi cô đều hồi hộp như vậy Bố mẹ Dũng không dễ gần Họ không đến nỗi hát hồi Nhưng lại luôn giữ khoảng cách Không vồn vã, chuyện trò Mặc dù biết chuyện Nhi và Dũng yêu nhau cả chục năm trời Nhiều lúc cô nghĩ Có thể mình không hề được lòng bố mẹ Dũng Nhưng vì tình yêu Nên cô cũng cố gắng gượng Đó hẳn cũng chính là lý do Mà yêu nhau gần 10 năm Nhưng số lần anh đưa cô về chơi Chỉ đếm trên đầu ngón tay Nhi quyết định tới tìm Đăng để nói chuyện cho rõ ràng một lần. Từ hôm đó tới giờ, cô cũng vì giận mà không liên lạc. Thấy Nhi đến, Đăng mời cô vào trong phòng làm việc riêng và rót cho Nhi một ly trà. Đăng này, hôm đó có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho cậu làm như thế? Đăng chậm rãi nhâm Nhi ly nước của mình, làng tránh ánh nhìn của Nhi. Nhi muốn nghĩ thế nào thì tùy, Tôi không có lời nào để giải thích Chuyện làm tôi cũng làm rồi Cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi Tôi không muốn thanh minh Hay giải thích gì Hôm nay Nhi không nổi cáo lên như mọi khi Cô vẫn bình tĩnh để trò chuyện Tôi biết cậu không phải là người như thế Tôi tin vào người bạn của mình Nhất định phải có lý do Thì cậu mới làm như vậy Nếu như Nhi muốn biết sự thật Người nên nói mọi thứ với Nhi phải là anh Dũng Còn về phần của tôi tôi vẫn giữ quan điểm không có cái gì để nói tôi cũng không xin lỗi vì những gì đã xảy ra đâu nếu được làm lại tôi vẫn sẽ làm như vậy nhưng rốt cuộc thì hai người làm sao thế hả à? hai người có chuyện gì giấu tôi mà lại cứ đùn đẩy nhau như vậy tôi hỏi anh dũng anh ấy không tiếp chuyện anh ấy đòi chia tay đòi chấm dứt còn cậu một lời cậu cũng không nói tôi phải hiểu chuyện này như thế nào đây quan trọng là nhi muốn tìm ai có vẻ như Nhi đang rất đau khổ Vì bị bạn trai chia tay Xin lỗi nhé Vì tôi đã làm cho Nhi phải chịu ảnh hưởng Không phải chuyện đó Đăng à Tôi chỉ muốn biết sự thật là gì Tôi muốn biết Tại sao hai người ẩu đả nhau Việc của tôi và anh Dũng Không phải vì Đăng mà thành ra thế này Tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện Nếu như Đăng vẫn quyết định không nói Thôi được Tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện tôi đi về đây nhi sách túi ra về với sự tức giận và uất ức vừa bước ra khỏi phòng nhi nhìn thấy huyền đang chuẩn bị dọn hàng ra về nhi cúi chào vội vã sau đó cũng rời đi đứng bên ngoài cánh cửa thấy gương mặt của đăng tâm trạng không hề tốt huyền ngập ngừng anh đăng ơi em vào được không ừm em vào đi anh xong việc chưa mình đi ăn tối cùng nhau nhé Em nghĩ hôm nay có người cùng ăn cùng trò chuyện Anh sẽ khôi khỏa hơn Ừ, được thôi Nhưng để anh mời nhé Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng nhỏ xinh xinh Cả hai trò chuyện khá vui vẻ Về các mặt hàng tại cửa hàng Mãi một hồi sau Huyền mới lên tiếng Anh Đăng và chị Nhi Đang giận nhau chuyện gì à? Ừ, đúng là có chuyện Nhưng tại sao em biết? em thấy chị nhi bước ra khỏi phòng của anh hình như chị ấy sắp khóc đấy em đoán hai người có hiểu lầm hay xích mích gì đó có lẽ nhi buồn nhiều lắm cũng là lỗi của anh em thấy anh không phải là người làm việc thiếu chín chắn hay là nóng nảy vô cớ chắc hẳn là có lý do đúng không ạ sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi anh không biết phải giải thích thế nào anh muốn làm những điều tốt đẹp cho nhi nhưng hình như Anh lại toàn gây ra rắc rối Đang nói xong thờ dài thường thượt Có cảm giác nếu nói thêm một chút nữa thôi Anh sẽ rơi lệ Anh đứng lên Nắm lấy cổ tay của Huyền Huyền này Em đi uống chút gì đó với anh nhé Đây là lần đầu tiên Đang dù một cô gái đi ba với mình Anh vẫn thường xuyên lên ba Nhưng chỉ là để ngồi nốc những ly rượu mạnh Và đi một mình hoặc là đi cùng với một vài tay bạn làm ăn nào đó. Cái nắm tay của Đăng tự nhiên làm trái tim cô gái như Huyền xốn sang lạ thường. Cô gật đầu và ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ. Trong quán bà với tiếng nhạc sập sình, Đăng uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh, còn Huyền chỉ ngồi đó nhầm nhì mấy miếng hoa quả. Cô không ngăn Đăng uống, nhưng cô cũng không uống đáp lại. Huyền không quen với mấy thứ này, cô đi chỉ vì nghĩ rằng muốn cho Đăng được khuây khỏa những cảm xúc trong lòng của anh. Anh nhìn ly rượu trong veo xoay tròn và cười nhạt thích. Anh nhớ Nhi đến cùng cực, muốn được ở bên cô gái ấy. Nhưng tự nhiên thấy sự xuất hiện của mình chính là sự vô duyên. Đăng chán ghét chính bản thân mình. Khi cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không có lối thoát. Anh đang nghĩ hay là mình nói sổ toẹt ra, kiểu như là Nhi. Cô đang bị cắm sừng và anh ta đã có người khác Và cô bị anh ta đá Nhưng Anh thấy mình hèn hạ Lợi dụng lúc truyền tình cảm của người khác Có những biến cố Để chen chân vào Đó là một điều mà anh không nên làm Anh Đăng này Em hỏi anh một chuyện có được không Tiếng huyền vang lên Cắt ngang mạch suy nghĩ của Đăng Đăng mỉm cười và gật đầu Huyền ghé lại gần tai của Đăng để nói cho anh nghe rõ Có phải anh yêu chị Nhi không? Đang có hơi sững người một chút Không lẽ sự si tình này lại rõ ràng đến như vậy sao? Đang tự nhiên lại cảm thấy chua xót cho tấm chân tình của mình Ừ Đang buông thõng một tiếng ừ Thừa nhận một cách nhanh đến bất ngờ Không chút ngại ngần giấu giếm Hơn 10 năm ôm mối tình câm lặng Đang chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói với ai về điều này mà chỉ muốn chôn sâu nó trong lòng. Nhưng hôm nay câu hỏi của Huyền đã chạm vào phần yếu đuối nhất trong con người của anh. Anh muốn tỏ bày, muốn một lần được nói ra rằng đúng là tôi yêu cô gái ấy, tôi yêu thầm cô ấy suốt bao nhiêu năm qua, dù chẳng được đáp lại. Nét mặt của Huyền có hơi trùng xuống, thoáng buồn khi nghe đang nói câu trả lời vậy. Ở bên chị ấy lâu như vậy, Tại sao anh không một lần thổ lộ Không hiểu vì sao đối với Huyền Đang lại cứ muốn được bộc bạch hết Có lẽ là do anh đang cần một người Để vơi bớt những tuổi hờn trong mình Nếu anh nói ra Liệu Nhi có đến bên anh không Anh sẽ có được tình yêu của cô ấy không Hay là anh mất luôn đi tình bạn này Em không hiểu lắm nhé Vì sao anh im lặng Em thì không nghĩ được nhiều đến như vậy Em chỉ cho rằng Nói ra có thể kết quả không như mong đợi Nhưng nếu không nói ra thì chắc chắn Sẽ không bao giờ có kết quả Mà biết đâu chừng Nếu anh nói ra Thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều Đang uống cạn ly rượu trên tay mình Cô bé này nói đúng Đang bỏ lỡ quá nhiều cơ hội Đang là người bên cạnh Nhi Trong suốt những năm tháng thanh xuân Nhưng rồi chính sự im lặng của Đăng Đã khiến mối quan hệ này Không thể có một cái kết khác đi Tuổi trẻ sôi nổi và liều lĩnh nhất đang đã thả trôi nó đang uống liên tiếp và đôi mắt cứ mỗi lúc một long lanh anh bên cô ấy từ năm hai đứa tám tuổi anh không biết tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào nhưng từ ngày quen nhi đến giờ trong lòng anh chẳng còn rung động trước một cô gái nào nữa mọi thứ về cô ấy đều khiến anh si mê anh không thể nào rời mắt khỏi người con gái ấy chỉ tiếc rằng ở cái tuổi mười tám anh đã không thể nói lời tỏ tình Khi mà Nhi hạnh phúc vỡ òa Với một tình yêu mới Người khiến cô ấy xung động Chẳng phải là anh Nói được mấy lời này Sự chua chát lại dâng ngập lên Tới tận cổ của Đăng Đăng lại uống tiếp Đầu óc bắt đầu quay mỏng mòng, Anh không còn tỉnh táo nữa Hơn 11 giờ đêm Huyền đặt Đăng nằm lên giường Cô chật vật mãi mới đưa được Đăng về căn hộ của anh Thật may, ngoài mã khóa bằng số, còn có cả vân tay để cô mở cửa đưa Đăng vào. Để Đăng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cho anh, nhìn gương mặt mệt nhòi ấy. Huyền tự nhiên cảm thấy xót xa. Cô cúi xuống và hôn nhẹ lên bờ môi của anh. Chị ấy thật là ngốc khi bỏ lỡ một người như anh. Nhưng mà anh còn ngốc hơn khi mà anh cứ theo đuổi một mối tình vô vọng chưa kịp đứng lên, Huyền bị cánh tay lực lưỡng ấy kéo mạnh, ngã nhào xuống giường và Đăng lúc này đang ôm chặt lấy tấm thân của Huyền. "Tôi yêu em." "Tôi yêu em nhi à?" Câu nói của Đăng khiến cho Huyền ớt ức trong lòng, cô vội vàng đẩy Đăng ra. Trong căn phòng khách sạn hạng sang, diện một chiếc váy ngủ mỏng tang, Hà Anh là lơi trong vòng tay cô Dũng. Cả hai quân lấy nhau như chỉ sợ bỏ phí một phút một giây nào cũng đều là có tội. Suốt bốn ngày qua, hai bên cứ chìm đắm vào men say của tình yêu, những cuộc ái ân cuồng nhiệt và đê mê, đưa Dũng vào một nơi mê cung không có lối thoát. Dũng chết chìm trong sự quyến rũ và cả sự hấp dẫn không thể nào cưỡng lại của Hà Anh. Sau cuộc mây mưa, Hà Anh tì bộ ngực đẫy đào của mình lên cơ thể của Dũng, đôi bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh, sau đó thì thầm Vậy là anh và chị ta chắc chắn Đã chấm dứt rồi Có đúng không? Dũng đưa tay ôm lấy vòng mông của Hà Anh Hí hưởng trả lời Đúng vậy Mọi chuyện diễn ra thuận lợi Đúng như kịch bản Anh vốn dĩ đang tìm cách để chấm dứt một cách êm đẹp Thật may là cái tên bạn thân của Nhi Đã hỗ trợ anh một tay Nói tới đoạn này Trong đầu cô Dũng hồi tưởng về câu chuyện hôm qua sau đó khẽ cười nhếch mép. Trong lúc Dũng đang đầu đầu vắt óc để tìm cách thì cái hẹn của Đăng lại khiến cho anh ta tìm thấy lối thoát. Chính Đăng là người đã hẹn nhi tới đó để cô vô tình chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên, cả việc nói những lời xúc xiểm cay nghiệt, thậm chí là sỉ nhục mà Dũng nói ra cốt đi là để chạm vào điểm yếu của Đăng. Dũng biết với bản tính của Đăng, sự xúc phạm mà anh nói về nhi sẽ khiến cho anh ta nổi điên. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản mà Dũng dự liệu và Nhi đã nhìn thấy điều cần nhìn rằng Dũng bị đang đánh tơi tả. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai con chim đang vừa có cái để mà chấm dứt với Nhi và nói không chừng đang cũng mất điểm trong mắt của Nhi vốn không ưa đăng nên ngay cả khi đã quyết định bỏ Nhi Dũng vẫn không muốn tình địch có cơ hội để thay thế mình Dũng cười nham hiểm sau đó chuyển trạng thái ôm ấp lấy Hà Anh. Mai về, anh sẽ chính thức giới thiệu em với bố mẹ anh nhé. Như thế quá vội vàng không? Chẳng phải bao năm qua, bố mẹ anh cũng biết chuyện anh với chị Nhi à? Anh còn chưa báo với bố mẹ, chuyện anh chia tay cơ mà. Không sao đâu, thực ra bố mẹ anh ấy, cũng không ưng gì cho lắm. Sao thế? Em tưởng chị ấy xinh đẹp, giỏi giang lắm cơ mà. Sao lại không ưng? à thì đúng là bản thân nhi không có vấn đề gì nhưng mà gia đình cô ấy hơi phức tạp là sao hả à anh mẹ nhi từng bỏ nhà theo dai bà ấy theo một người đàn ông giàu có khác bỏ mặc hai bố con bao nhiêu năm qua chưa từng một lần liên lạc sau này bố nhi mới lấy vợ mới nói chung gia cảnh như vậy bố mẹ anh cũng không thích lắm thôi được rồi vậy mai về em sẽ chính thức có lời chào bố mẹ chồng tương lai À cuối tuần này Em cũng thu xếp để anh tới nhà em ăn cơm nhé Gặp riêng bố mẹ em luôn Khi anh chính thức là rể tương lai rồi Chắc chắn bố em sẽ cân nhắc anh Lên vị trí trưởng khoa Hạ Anh lại trồm người lên người của Dũng À bà này Chỉ bố mẹ anh thích mê thôi sao Thế còn anh Cô nhoài về phía gương mặt của Dũng Cả bộ ngực căng tràn lộ lộ ra trước mắt anh Anh khai thật đi Chị ấy có hấp dẫn như em không? Có khiến anh đê mê như em không? Tất nhiên là không rồi Em khiến anh sắp phát điên lên rồi đấy Trong căn phòng Tiếng cười rúc rích lại vang lên Ánh điện tắt phụt đi Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà dũng Anh lục đục sách đồ vali xuống Tiếp đến là đón cô gái mỹ miều xuống xe Chiếc xe đi rồi Dũng không ngần ngại Hôn lên môi của Hà Anh Trước khi cả hai bước vào trong để chào bố mẹ từ phía bên kia đường. Nhi không tin nổi vào mắt mình. Hôm trước Nhi có được bố mẹ Dũng nói rằng ngày mai anh sẽ đi du lịch về. Thế nên hôm nay cô chủ động qua tận nhà để tìm gặp anh. Vì cô biết gọi điện thoại thế nào anh cũng không nghe máy. Đầu óc của cô rối loạn. Mặt mũi tối sầm lại. Cô vừa nhìn thấy cái gì thế này. Chồng Dũng và cô gái kia đúng là một đôi tình nhân vừa đi nghỉ dưỡng với nhau đúng là người ngại thể hiện lại không bao giờ lắm những điều mà như hôn hít ngoài đường ấy vậy mà anh ta vừa hôn cô gái ấy một cách dịu dàng và ngọt ngào nhất mới chỉ có vài ngày mà lúc này nhi có cảm giác như mình đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời của ngài đàn ông tiên dũng kia cho dù họ có một cuộc tình dài tới cả chục năm hà anh khoác tay dũng vào nhà cô được chào đón một cách niềm nở sau cuộc gọi thông báo trước đó của Dũng. Bố Dũng vui vì đây là con gái của người bạn mà ông quen, một người mà ông biết là có chức vụ, có thể hậu thuẫn cho con trai mình thăng tiến trong sự nghiệp. Còn mẹ của Dũng thì dù chưa gặp mặt, nhưng vẫn nghiêm nhiên ưng cô con dâu này hơn bởi vì chí ít cái lý lịch của Hà Anh cũng sáng rực, chứ không có những vết nhơ giống như của Nhi. Bởi thế mà chuyện con mình từng yêu một cô gái khác 10 năm chả có ý nghĩa gì với bố mẹ Dũng trong hoàn cảnh này. Họ hân hoan chào đón Hà Anh, như thể đây là lần đầu tiên con trai mình đưa bạn gái về ra mắt. Bố, mẹ, đây là Hà Anh, người yêu của con ạ à? Mẹ của Dũng lúc này đon đả ra chào đón. Ôi chào ơi, xinh quá. Vào đi con, hai bác chuẩn bị cơm nước hết cả rồi. Hai đứa vào nhà đi. Cái bối cảnh ấy Khác hoàn toàn với những lần Nhi về thăm gia đình Dũng Họ coi Hà Anh như một bó vật Dũng và Hà Anh thì tình tứ Hạnh phúc như một đôi vợ chồng mới cưới Và vừa mới đi du lịch về Dũng vội vàng mang vali kê vào một góc Là vội ra kéo ghế cho Hà Anh Và nâng niu từng chút một Cả nhà bốn người Tiến ra bàn ăn Quay quần và đầm ấm Bước vào từ phía cửa chính Nhi sững sờ Khó khăn lắm Cô mới có thể cất lời Em có thể biết Chuyện quái quỷ gì Đang diễn ra ở đây không Tất cả cùng nhìn quay ra Đôi mắt của Nhi long lanh và ngấn lệ Dũng và bố mẹ có phần bối rối Còn Hà Anh thì thản nhiên như không Gương mặt có phần thích thú Vì màn chạm chán đầy ấn tượng này Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn Tập 4 của bộ truyện Mảnh tình sau lưng em Được viết bởi tác giả Lam Giang Cảm ơn quý vị rất nhiều Cảm ơn tác giả Lam Giang Đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay à, Ngày hôm nay thì Tập 4 này khiến cho Tâm An cảm thấy Vô cùng buồn Bởi vì tại sao có một người đàn ông Lại không biết trân trọng một người phụ nữ Ở bên cạnh mình trong suốt 10 năm qua Anh ta lại có thể Lãng quên một cô gái như vậy và đến với một cô gái Mà gặp ai cô ta cũng đong đưa Cũng nháy mắt với họ Nhưng mà bởi vì sự nghiệp thăng tiến Bởi vì đồng tiền bị cám dỗ Và bởi vì rất nhiều thứ khác tác động Mà Dũng đã quyết định chia tay với Nhi Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 nhé Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết Về sự đối đầu của hai cô nhân tình của Dũng Liệu rằng Nhi có từ bỏ Vứt bỏ cái mối tình 10 năm được không Và lúc đó Đăng sẽ làm gì anh có ở bên cạnh nhi hay không xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi ở tối ngày mai còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại